Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Đăng Vũ. Chiếc SUV Go 4 tính đến thời điểm tại thì nó ra mắt được khoảng gần 2 tháng rồi và cũng rất nhiều anh em quan tâm nó. Và thực ra ấy, mình không sử dụng chính là chiếc SUV Go 4 đâu. Mình đã dành một thời gian nhất định khoảng tầm 2 tuần vừa rồi sử dụng chiếc SUV Go 4 này liên tục. Còn sản phẩm chính của mình, chiếc máy chính của mình thì đang sử dụng đó chiếc SUV Go 8. Bởi vì SUV Go 4 không phải cái lựa chọn mà cá nhân mình mong muốn, cá nhân mình thích. Nhưng mình đây, mình vẫn sử dụng để cho anh em nào nếu mà quan tâm thì có thể suy nghĩ lựa chọn. Mình nghĩ rằng chiếc SUV Go 4 này nó là lựa chọn số 1 nếu mà anh em là sự mà thích sự tối giản này, thích sự nhẹ nhàng này và thích sự gọn gàng thì đây chắc chắn rồi là sự lựa chọn của anh em trong năm 2023 và 2024 tới. Còn như thế nào thì chúng ta bắt đầu bài đánh giá nhanh này nhá. Đánh giá nhanh SUV Go 4. Để mở đầu video này thì chúng ta cùng lý giải tại sao mình nói rằng chiếc SUV Go 4 này nó là sự lựa chọn số 1 cho sự tối giản và đơn giản. Thiết kế nó rất tối giản. Anh em nhìn anh em biết đúng không? Và cái cân nặng, cái hình dáng của nó cũng rất là dễ dàng để em có thể mang theo người được. Hiệu năng của nó thì cũng chuẩn là việc đơn giản và tối giản. Tại vì nó không trang bị những con chip quá mạnh mẽ, chỉ rất đơn giản, đó là Intel N200 thôi. Một con chip đủ sức để anh em thể làm việc văn phòng cơ bản này hoặc làm đồ họa nhẹ. Và cái chi phí của nó khi anh em mua nó cũng rất đơn giản, tại vì nó là sản phẩm mức giá thấp nhất ở trong gia đình SUV. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn nhá. Thứ mình muốn nhắc đến đầu tiên đó là chi phí của chiếc SUV Go 4 này. Ở phiên bản rẻ nhất thì anh em mua chỉ có mức giá 16 triệu thôi. Em có thể sở hữu được con N200 RAM 8 ổ 64. Ưu điểm khi chúng ta lựa chọn phiên bản này đó chính là anh em sẽ có một con CPU 4x4 luồng mạnh mẽ hơn so với cả đời cũ, mạnh hơn cả con i3 Gen 10 đời cũ anh em ạ. RAM thì đây chúng ta có RAM 8GB chứ không phải 4GB như thế hệ trước. RAM 8GB thì đủ để anh em đa nhiệm, đủ anh em sử dụng. Bộ nhớ thì 64GB, nhược điểm đấy. Bộ nhớ 64GB đối với mình khá là ít. 64GB chỉ đủ anh em cài các phần mềm cơ bản mà thôi. Nhưng mà có nhiều rất nhiều cách khắc phục. Ví dụ như anh em thể sử dụng đám mây để lưu trữ này, hoặc là anh em có thể sử dụng thêm thẻ nhớ microSD ở đây để anh em cắm vào để nâng cấp bộ nhớ cho nó thì cũng khá là ổn. Còn mình thấy rằng nếu mà anh em đang sử dụng những chiếc máy SUV hoặc sử dụng Windows thì hãy mua phần mềm 365 đi, thì anh em vừa sử dụng được Office bản quyền và anh em vừa được sử dụng được lưu trữ đám mây 1T thì rất là ổn anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến điểm tiếp theo ngoài chi phí ra, đó là hiệu năng của chiếc máy này. Nó cũng rất là tối giản. Con vi xử lý anh em có là N200 4x4 luồng, RAM 8GB. Với những cái thông số như vậy thì mình nghĩ rằng nó rất phù hợp với cả anh em làm việc văn phòng, office, Word, Excel, PowerPoint, hoặc là làm việc 2D nhẹ nhàng như Photoshop, chỉnh sửa ảnh JPEG, PNG cơ bản thôi. Nhưng mà nếu mà anh em làm cố tình import những cái file RAW chất lượng cao nặng khoảng 50-60MB vào chiếc máy này thì tất nhiên nó cũng có thể làm được, đảm đương được. Nhưng mà nó sẽ không tối ưu, nó cũng sẽ không nhanh, và nó có rất nhiều cái rào cản vật lý. Ví dụ như là con vi xử lý nó cũng không đủ mạnh này, hoặc là cái màn hình nó cũng bé. Làm sao anh em có thể tiện khi làm việc ở trên cái màn hình bé như này với những tác vụ đồ họa chứ, đúng không nào? Bỏ qua giới hạn thì chiếc máy này có hiệu năng đủ để anh em sử dụng văn phòng office hoặc là đồ họa 2D cơ bản, và nó mạnh hơn thế hệ cũ khá nhiều. Tại vì thế hệ cũ chỉ có 2x4 luồng thôi, N200 chúng ta có 4x4 luồng. Và cuối cùng đây là điểm mà mình nghĩ rằng nó sự tối giản đặc biệt nhất, đó là thiết kế. Chiếc SUV Go 4 này nó có một thiết kế giống hệt so với cả là những chiếc máy tiền nhiệm Go 2 hoặc Go 3, không có điểm gì thay đổi cả. Nhưng mà nó là điểm mà khiến anh em lựa chọn nhiều nhất, gọn gàng, nhẹ nhàng. Trọng lượng của chiếc máy này nó là 521g, nên anh em cầm lắm, anh em nhìn này, nó rất là nhẹ, siêu nhẹ, giống như một quyển sổ A5 vậy, vô cùng tối giản. Anh em hoàn toàn có thể tách rời ra như thế này được này. Các cạnh ở trên chiếc SUV Go 4 thì nó cũng bo tròn, giúp chúng ta dễ dàng cầm, chạm hoặc là tì tay vào, nó không bị cấn một chút gì cả. Các nút bấm đây ấy, nó rất là chắc chắn, kêu tách tách luôn, anh em nghe nhá. Anh nghe thấy không? Thế là toàn bộ những cái thiết kế của chiếc máy này, hoặc là gia công này, nó đều rất là tỉ mỉ.
đúng là một chiếc máy mặc dù giá nó thấp nhất ở trong gia đình Sufe nhưng nó vẫn được Microsoft chú tâm rất là nhiều anh em ạ. Đặc trưng của chiếc Sufe Go 4 thì nó giống như người đàn anh Sufe Pro, anh em sẽ thấy nó có một chân đế kickstand giúp anh em có thể ngả mọi góc độ được, dù là thấp như thế này hoặc là cao như thế này đều có thể dễ dàng bẻ được một cách vô tư. Nó giúp cho chúng ta có nhiều vị trí làm việc hơn này, vị trí làm việc của anh em đứng, ngồi hoặc là anh em có thể để lên đùi một cách thoải mái hơn, cầm trên tay thì anh em có thể đẩy vào như thế này, rất là đa dụng. Tách rời ra thì nó là một chiếc tablet, gắn vào thì nó lại một chiếc laptop. Màn hình của máy thì đủ dùng, độ phân giải Full HD ở trên một tấm nền IPS, độ tương phản 1500:1, tỷ lệ 32, cảm ứng đa điểm. Nói chung là đây một chiếc máy mình thấy rằng rất là ổn đối với cả những em nào đang cần một chiếc máy all-in-one nhỏ gọn, cơ động nhất có thể mà chạy Windows, thì chắc chắn rồi đây là một sự chọn duy nhất ở trên thị trường hiện tại. Anh em nghĩ sao về bài đánh giá nhanh chiếc Sufe Go 4 này? Em có lựa chọn nó không thì có thể bình luận phía dưới cho mình biết nhá. Cảm ơn em rất nhiều. Đừng quên đang có chương trình Black Friday giảm giá 1 triệu tất cả những sản phẩm. Khi em mua chiếc Sufe Go 4 này thì mức giá của nó còn hấp dẫn hơn nữa. Hãy đến Đăng Vũ mua Sufe.